Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi Note 12 Turbo. Mình đã up lên phiên bản Xiaomi HyperWeb chính thức các bạn nha. Phiên bản 1.0.2.0 này. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ check một số phần để xem là các bạn có dùng chiếc máy này làm máy chính được hay không nhá. Như kiểu là check về phần thông báo của máy này, GPS, tốc độ cảm ứng, chuẩn Wi-Fi. Ok, bắt đầu nhá. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không được shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình sẽ show cho các bạn về cái animation của chiếc 12 Turbo khi mà lên HyperWeb nhé. Tại vì em cũng biết mà, HyperWeb nổi tiếng là mượt. Nhưng mà với trải nghiệm của mình hiện tại ấy, thì cảm thấy là em này hơi bị delay. Anh em thấy là sau khi mình bấm xong ấy, nó có hơi độ trễ nhẹ đúng không? Không hiểu kiểu gì. Hay là do phiên bản đầu tiên chưa tối ưu thì mình không biết nha. Nhưng mà cảm giác nó hơi chậm hơn máy Xiaomi HyperWeb khác này. Và hơi delay nhẹ. Đúng không? Về vụ GPS trước đi, thì mình dùng được khoảng hơn 1 ngày rồi các bạn nhá. Và mình thấy GPS của máy ok đấy. Mình đem về nhà này, và trong quá trình mình đi ý, thì mình cũng xem là GPS có chuẩn hay không. Nói chung là mình thấy em này thì các bạn dùng xem map được nha. Tất nhiên là để mà chuẩn chỉnh 100% như kiểu iPhone, Samsung thì mình nghĩ là chưa đâu nhá. Tại vì những con máy xét tay Trung Quốc ấy, đa phần là thi thoảng nó sẽ hơi bị lag một chút đấy. Thi thoảng thôi. Tiếp theo về cái mặt tốc độ cảm ứng thì mặc định các bạn cũng sẽ có luôn là 250Hz rồi nhá. Không cần phải cho vào game turbo gì cả. Đấy, mình có test rồi. 250 này, ok chưa? Chuẩn Wi-Fi thì sao? Rất vui khi mà chiếc Note 12 Turbo chúng ta sẽ có chuẩn L1 các bạn nhá. Với cái chuẩn L1 này thì các bạn xem Netflix sẽ có độ phân giải lên tới 4K. Rất là ok đúng không? Và đây, phần cuối cùng. Cái phần mà các bạn mong chờ nhiều nhất là test về phần thông báo của chiếc máy này nhá. Nhưng mà trước khi bắt đầu test ý, thì các bạn lưu ý hộ mình luôn. Trên Xiaomi HyperWeb thì rất hay bị tình trạng máy tắt hết quyền đi nhá. Đây, anh em thấy chưa? Tắt hết quyền luôn thì khả năng rất cao là sẽ bị mít. Vậy nên đầu tiên thì mình sẽ bật hết lên. Có nhiều cái cũng chả liên quan đâu, như kiểu là micro các thứ, nhưng mà thôi, mình cứ bật full lên nhá. Anh em nào mà muốn thông báo ngon ấy cứ làm như mình, bật full đi. Đằng nào cũng bị theo dõi các thứ thôi. Ok. Đồng thời thì mình sẽ bật cái phần auto start lên. Battery saver, tiết kiệm pin ấy, thì mình cũng sẽ tắt luôn nhá. Ok. Mình sẽ test trường hợp đầu tiên là khi mình bật đa nhiệm anh em nha. Ok, bật đa nhiệm anh em nhá. Mình sẽ gọi video call. Không sáng màn hình ta. Hơi khó hiểu. Mình đang để always on display các bạn nhá. Nó chỉ chuông với cả rung lên thôi, không thông báo ra màn hình khóa. Hơi khó hiểu. Đây là thử lại nhé. Đấy, các bạn thấy Để mình kiểm tra lại xem cái phần thông báo màn hình khóa xem nào. Notification này, lock screen này, cho phép rồi mà nhỉ. Hơi khó hiểu. Thôi mình sẽ thử cái khác xem sao, thử Messenger xem có bị tương tự như vậy hay không nhá. Đấy, Messenger thì ok anh em ạ. Rất khó hiểu luôn. Đấy, thì mình sẽ nhắn tin Messenger này. Ok, lên anh em nhé. Nhưng mà khi mình nhắn Zalo này. Ok, tin nhắn Zalo thì có sáng nhé. Ảo thật. Nhưng mà video call thì lại không sáng. Hơi khó hiểu nha anh em ạ. Thôi rồi, thì mình sẽ chuyển sang cái phần Facebook đi. Mình sẽ comment vào một bài viết nha. Đổi tay cho tiện nhé. Trò chơi gì ta? Comment tiếp phát nữa này. Không thấy lên anh em ạ. Mình sẽ thử bật sáng màn hình lên nhé. Không có đúng không ạ? Mở khóa màn hình này. Cũng không có. Trên thanh thông báo không có này. Trong khi vẫn đang bật đa nhiệm. Và app xem này. Úi giời, vào app thì nó mới hiện ra anh em ơi. Đấy. Mình sẽ thử lại phát nữa đi. Có thể là do bị tràn RAM tắt mất cái Facebook. Comment phát nữa này. Comment thêm nữa.
Không thấy gì anh em ạ. Mở ứng dụng này. À, mở máy này. Không lên gì luôn. Đỉnh thật. Vào app thì nó mới hiện ra cơ. Mà rõ ràng là đây, setting thông báo ok hết mà đúng không? Không hiểu kiểu gì. Nên nói chung là cái Facebook nó ngáo anh em nhá. Mình sẽ thử với Gmail này. À, lên rồi anh em ơi. 42 giây, nó bị chậm hơn con 10S khoảng tầm 30 giây. Nhưng mà ít ra là còn có lên nhá. Rồi, chốt lại video ngày hôm nay thì thực sự cái phần thông báo chiếc Redmi Note 12 Turbo khi mà up lên HyperOS mình thấy là chưa ổn định các bạn nhá. Tùy app, Messenger thì ok này, Zalo thì nhắn tin ok, video call thì lại bị chỉ có tiếng với cả rung thôi. Gmail thì ổn này, nhưng mà Facebook thì ngáo quá. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 12 Turbo, muốn mình test thêm gì cho em nó, hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên check mức giá em này dưới phần mô tả cũng như bình luận của video. Giờ xin chào, bye bye.